Bây giờ tụi bay quýnh lộn dưới đây đúng không? Anh xuống anh giải tỏa cái tụi bay đừng có quýnh lộn nữa. Mùng một cái đừng quýnh lộn, chỉ giết người thôi nha. Không được ăn chay à? Chất này khô máu xuống xác luôn rồi, quất luôn. Ui chửi, anh bật chiều cuối làm gì? Chạy không có chạy, quýnh lộn mà quýnh lộn mà chạy. Chửi chạy kìa, chạy đi con quay lại đâm nó. Ui anh đâm hay quá, anh đâm hay quá, thôi em chạy đây. Làm gì tơ, anh làm gì tơ? Nhưng mà cái gì? Chạy đâu, mình sẽ có ông tì rồi em ạ. Chết này, sắp mạc liền. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HT Game 76. Thì với rất nhiều yêu cầu làm vị tướng Butterfly đi anh. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Butterfly. Ấy thì sau khi mình ăn cái bùa đỏ, mình xuống mình gần cái thằng Florentino thì nó đã nằm dính cản và không còn trên bản đồ. Ấy thì nó phải về nhà đếm số rồi anh em ạ. Đó là một cái chiến công đầu rất là nhẹ nhàng cho vị tướng Butterfly. Thì sau khi mình ăn cái bùa đỏ thì mình sẽ đi qua cái con bùa xanh này mình dứt. Để thường thì mình sẽ farm. Tại sao mà mình farm bùa đỏ xong mình mới farm bùa xanh? Bởi vì Ari thì không cần mana. Và thứ hai là cái bùa đỏ là nó ở nằm ở bên cánh kinh công, còn bùa xanh nằm bên rồng nên mình ăn từ kinh công sang rồng, sau đó là mình sẽ xuống mình đi gần phía cánh rồng nha anh em. Đó là cái bài mà đi rừng. Thì bây giờ tiếp tục là farm rừng thôi anh em ạ. Thì Ari thì vừa rồi nó được làm mới thì luôn luôn là bị các vị tướng chơi game cấm chọn. Bởi vì nó hơi bị mạnh anh em ạ. Nên là trong cái ván game này mình sẽ cầm được Ari, nó là một điều may mắn để làm clip cho anh em xem. Và đầu năm mới thì mình cũng xin chúc anh em năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Đấy, học hành thì học giỏi, làm ăn thì phát tài phát lộc nha anh em. Đấy, thì bây giờ đây là mùng 1 Tết thì mình sẽ cố gắng chơi cho anh em một cái trận cầu rất là đẹp mắt. Đấy, nhưng mà không giết được các bạn ra giá rồi anh em ạ. Đấy, thì tiếp tục vô phong rừng thôi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sơ qua cái nội tại của vị tướng Butterfly cho anh em biết. Đó là sau khi hạ nội tại, đó là nội tại sát thủ nha anh em. Butterfly hạ tướng địch sẽ nhận được hai lần dấu ấn. Dấu ấn đó là dấu ấn ám sát anh em ạ. Hạ hoặc phụ quấy rừng, lính sẽ nhận được một lần. Khi cộng dồn đủ 3 dấu ấn thì chiêu kế tung ra sẽ lập tức được làm mới. Mình sẽ ganh này chết nữa anh ơi. anh làm gì anh? Mua lửa nữa. Trời ơi, chơi mua lửa mày. Thì vị tướng Nagaros đi ra ganh mình nhưng mà chắc chắn là không được rồi anh em ạ. Bởi vì mình với nó thì chắc chắn mình sẽ nhiều tiền hơn nó, mình xanh hơn nó mà mình giết được hai mạng rồi. Trong khi nó ở trong rừng nó mới ra. Rồi cái chiêu thức đầu tiên của vị tướng Ari là quét kiếm. Thì Butterfly vị tướng Ari chứ. Quay vị tướng Butterfly. Ui, sao tự nhiên là mình Ari nhỉ, mình cứ nghĩ sát thủ là Ari biết ta. Vì Butterfly sẽ vung kiếm theo hình vòng cung gây ra 200 cộng cho 60% công bằng lấy. Giết mày lột, quất mày lột, xuống sát mày lột. Chạy đâu đó anh ơi. Thì Butterfly sẽ quét kiếm theo đường vòng cung và gây ra sát thương xung quanh. Ngoài ra còn được nhận thêm lá chán chạm 300 cộng cho 50% công và lấy sát thương. Đồng thời là tăng 50% tốc chạy trong vòng 2 giây nha anh em. Thì khi mà Butterfly nó quét cái kiếm á, thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Bây giờ tụi bay quýnh lộn như vậy đúng không? Anh xuống anh giải tỏa cái tụi bay đừng có quýnh lộn nữa. Mùng 1 cái đừng quýnh lộn, chỉ giết người thôi nha. Không được ăn chay à? Chất này khô máu xuống xác luôn rồi, quất luôn. Ui chửi, anh bật chiều cuối làm gì? Chạy không có chạy, quýnh lộn mà chạy. Chửi chạy kìa, chạy đi con quay lại đâm nó. Ui sợ, anh đâm hay quá, thôi em chạy đây. Làm gì tơ, nhưng mà cái gì? Chạy đâu, mình sẽ có ông tì rồi em ạ. Chết này, sắp mạc liền. Tưởng đâu bắp đùng nhòn vô đó hốt, ai ngờ bị phỏng tay liền. Đấy. Thì vị tướng Nagaros tưởng đâu mình hết máu, ba vô định giật mình nhưng mà mình có chiêu cuối rồi, mình giật một phát chiêu cuối thì anh ta đã cầm cái CV đi đầu thầy với anh Diêm Văn Dương rồi đó hả. Rồi chiêu hai của vị tướng Butterfly đó là Butterfly sẽ vung kiếm theo cái đường thẳng và sẽ gây sát thương vật lý. Nếu mà đánh trúng địch thì giúp cô tăng 25% tốc đánh trong vòng 5 giây, tối đa là cộng dồn tối đa 2 lần nha anh em.
Còn chiêu cuối của Butterfly là ôm sát. Đấy, thì Butterfly sẽ đột kích kẻ địch ở cái sát thương ở cái lượng máu thấp nhất. Đấy, mình sẽ đột kích một chém mình chết chàng đó luôn anh em ạ. Nhẹ nhàng quá. Sao quýnh game nó dễ sao anh em ạ. Dễ dàng sao đó ha. Đấy, thì cái chiêu cuối của vị tướng Butterfly thì sẽ đột kích những cái vị tướng nào thấp máu nhất của team địch và hoặc là còn ít máu thì sẽ gây sát thương vật lý rất là lớn. Và sau khi khắc dấu ấn thì Butterfly sẽ đánh nó mạnh hơn nha nè. À, khi mà anh em dùng cái bây giờ mình chỉ cho anh em cái cách tích nụ tại nè. À, anh em thấy dưới mình có ba cái khác không? À, khi đó là anh em đang có hai đủ cái dấu ấn nha nè. À, anh em chỉ cần tích đủ ba cái đó sau khi mà anh em vô tranh á. Anh em dùng chữ cuối, sau đó là anh em quất chữ 1, chữ 2 và vẫn còn chữ cuối nha anh em. Bởi vì cái những cái dấu ấn đó là đủ dấu ấn thì khi mà anh em dùng chiêu rồi thì cái chiêu đó nó lập tức được làm mới lại. À, mình chơi luôn này nha anh em. À, mình nhảy luôn hai phát này, anh em thấy nhảy hai phát anh tuy không? À, bởi vì cái đó là cái mạnh nhất của Butterfly đó anh em ạ. À, thần thánh luôn là anh em ơi, giết được tóm mạng, giết nhẹ nhẹ tóm mạng sẽ xa. Nhẹ nhàng. À, tóm mạng như mình đã chết rồi anh em ạ. Adenon quá, Richter nó kêu Adenon quá. Thì Butterfly nó mạnh là ở cái chỗ đó đó nha anh em. Ui dồi ôi, nó đâm chết cái vị tướng Tulane trong trụ luôn kìa. Hồi nãy mình ganh cái thằng Florentino dưới kia nó nằm im ru miết. Bây giờ nó vô trong đây nó ganh rằng mic của mình nằm sắp mặt lờ luôn em ạ. Thế là không ổn rồi mic ơi. Thì anh em nhớ là sau khi mà anh em tích đủ ba cái dấu ấn ở dưới cái đường thanh trắng trắng ở dưới á, anh em thấy không? Bây giờ thì hiện tại là đang có một cái dấu ấn nè. À, anh em tích đủ ba dấu ấn là sau khi anh em dùng chiêu cuối á, anh em ốm sót á thì chiêu cuối nó sẽ lập tức được làm mới liền nha anh em. Đấy. Thì ngày xưa á thì khi mà Ari chưa update á thì khi mà anh em giết được một giết hoặc hạ phụ á thì nó sẽ làm mới tất cả các chi thức, nhưng bây giờ nó khi mà anh em tích được dấu ấn thì anh em sẽ giật được hai lần chiêu ulti. Đấy. Mình thì mình thường thường là mình sẽ tích được dấu ấn, mình tích dấu ấn nha, mình tích đó đủ ba dấu ấn rồi là mình sẽ không dùng chiêu nữa nha anh em. Bởi vì mình dùng chiêu thì nó mất sẽ mất dấu ấn, thì mình default thì mình sẽ đánh tay thôi. Mà mình vô giao tranh á thì mình sẽ giật chiêu cuối, sau đó quất chiêu 1, chiêu 2 và giật tiếp chiêu cuối nữa, bởi vì chiêu cuối nó được là mới sẵn rồi anh em ạ. Nó giật được hai lần chiêu cuối. Còn anh em thích thì ví dụ anh em cứ vô là quất chiêu cuối rồi quất chiêu cuối rồi quất chiêu 1, quất chiêu 2 thế thôi, nó chuyện đơn giản. Khi mà anh em có dấu ấn rồi là anh em quýnh rất là mạnh. Bởi vì nó có hai lần dùng chiêu luôn mà. Có hai lần chiêu cuối mà chiêu cuối nó mạnh quá, bá đạo quá, nhất chàng chết thì thôi chứ ai chịu cho nổi nữa đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên chiến với team địch 500 hiệp. Thì ra là mày, quất luôn xuống sát luôn, một hàng này nhảy nè, chém tay nè, anh bật chiêu cuối làm gì? 3 giây là hết là chấp sắp mặt này nãy. À, giờ chiêu cuối mình hồi chiêu cuối này trực tiếp chiêu cuối này rồi ui chùi ui chết như ngựa rạ anh em ạ, chết sạch sành sanh luôn ui tem tàng này nằm sắp tàng này nằm ngựa trời ơi nó thương gì đau luôn. Hãy để trụ đi anh AD ơi, thằng Nagrod của tem bạn nó ra nó đẩy lính rồi. Ui dù ui, tên bạn hồi sinh hết rồi anh em ạ. Giật chiêu cuối này, chặt chiêu 2, giật chiêu cuối này. Ui chùi, chưa kịp giật chiêu cuối lần 2 nó đã nằm im go à. Mạnh quá rồi anh em ơi. À, Butterfly bây giờ nó mạnh ở cái chỗ là nó giật được hai lần chiêu cuối khi mà anh em tích được nội tại nha. À, thì anh em phải biết tích nội tại nha. Đây hiện tại là hai nội tại này. Nếu mà anh em tích được đủ 3 nội tại thì anh em sẽ giật được hai lần chiêu cuối đó, 3 nội tại đó anh em ạ. Nhìn thấy thanh đỏ đỏ dưới màu trắng hay màu trắng một con vịt màu vàng không, đó là cái nội tại nha. Khi mình đánh em đủ vào cái đó thì anh em nhảy vào là anh em dứt chiêu cuối liền, anh em dứt tiếp chiêu cuối nữa cũng được luôn, là nó có hai lần chiêu cuối đó nha anh em. Đấy, anh em đi farm lính thì anh em khi mà anh em xanh quá rồi không cần dùng chiêu đi farm đâu, để nó mất nội tại uổng. Rồi bây giờ mình vẫn có nội tại trong người nè, bây giờ mình xuống mình đại chiến 500 hiệp với anh Nagrod đi. Anh Nagrod chắc chắn là sẽ anh không chơi lại mình rồi, mà anh có chiêu chạy có lẽ là anh sẽ chạy thôi. Hai anh em thấy không, mình phong lính thì mình không cần tới dùng chiêu thức luôn anh em ạ. Có lẽ là nó không ngái rồi thì mình sẽ đi vô trong cái rừng mình dọ thứ á. Na ú trụ na ơi là na ơi
trời ơi, anh nhảy qua nhảy lại, cuối cùng em chặt cái giò liền. Chạy đi đâu cho trời khỏi nắng. Đấy, thì mình ăn luôn tờ thằng Caesar này anh em ạ. Tên mình giết hơi bị nhiều mà ăn rồi. Đấy, anh em thấy không? Ăn tờ thằng Caesar mà Butterfly trong cái mùa này nó khá là mạnh luôn anh em ạ. Nên là bị cấm thường xuyên. Nếu mà anh em không thấy nó cấm Butterfly thì anh em hãy bóc Butterfly để quýnh liền nha. Đấy, thì cái cách đánh thì cái cách combo chiêu thì mình đã chỉ cho anh em rồi đó. Còn cái phù hiệu bán ngọc, ui chùi kìa, giật hai lần chi cuối rồi xong luôn rồi, đủ bán chết rồi đây, sắp mặt lời rồi đó hả? Oh no. Thì khi mà anh em dùng chiêu cuối hai lần như vậy thì sát thương nó khá là lớn rồi, mình bị trụ bán khá là nhiều anh em ạ. Còn về cái bản ngọc phù hiệu và lối lên đồ thì mình sẽ chia sẻ 2 phút cuối clip, thì anh em cứ xem hết cái clip của mình thì mình sẽ chia sẻ, mình gắn từng viên ngọc cho anh em xem luôn. Và mình cũng đầu năm mới thì mình cũng chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Nếu mà xem clip thứ hai thì anh em bấm cái nút đăng ký kênh giùm cho mình luôn đó hả. Hãy thì mình xin một đăng ký nha nè. Thôi bây giờ tiếp tục về với trận đấu, mình sẽ ăn cái con bùa đỏ này. Sau khi ăn bùa đỏ này thì mình sẽ cố gắng lên kết thúc ván game luôn thật là nhanh. Bởi vì tên bạn có những bạn vị tướng Nagaroth mà cuối game thì để nó đẩy lẻ thì hơi bị khó chịu nha anh em. Hãy bây giờ mình đã tích được đủ 3 cái nội tại dưới chân rồi. Khi đó thì mình sẽ có 2 lần chiêu cuối. Một cái điều đặc biệt là anh em đánh chiêu cuối thì nó sẽ rất là mạnh. Mà nó ưu tiên và giao vô những cái vị tướng nào mà máu giái nhất của team bạn nha anh em. Mình sẽ ăn cái con bùi xanh này, sau khi mình ăn bùi xanh thì mình rút ra một tí. Bởi vì mình thấy cái tên bạn không có thằng nào giao chiến anh em ạ. Ngày xưa Butterfly được gọi là một vị tướng thánh vách của làng Liên Quân Muay đó anh em ạ. Khi mà nó tên bạn mà còn rất là ít máu á, nó nhảy vào mà nó chém á, thì khi mà chết một thằng của tên bạn thì nó sẽ hồi lại tất cả các chi thức. Khi đó thì Ari sẽ là một chém liên tục liên hoàn cước luôn anh em ạ. Cái thời đó Ari nó giật có mega kill rất là nhiều. Mình chơi mega kill từ Ari, quanh từ vị tướng Butterfly này rất là nhiều anh em. Bây giờ đây rồi. Chạy đâu anh ơi? Chạy đâu anh ơi? Còn chiêu cuối nè anh ơi. Ui chùi, ui chưa kịp nó la chết dưới lưỡi phi tiêu của vị tướng Hayate rồi đó hả? Làm em ru liền anh em ạ. Thôi lên kết thúc luôn món game đi anh em ơi. Tên bạn còn 3 người luôn à. Thì mình cũng chết 2 người rồi. Úi trời ơi, đường dưới kia. Thôi thì mình đẩy xong cái trụ này, mình sẽ đi về thủ đường dưới nha anh em. Vị tướng Nagaroth đã đi đẩy lại dưới kia rồi. Hay là mình đập luôn cái nhà nha. Nguy hiểm quá anh em ạ. Pha này Nagaroth nó đẩy lại dưới kia kìa. Rồi mình biến về cho nó chắc anh em ạ. Rồi xong luôn cái trụ rồi. Mình không về được. Bây giờ mày chạy đi đâu hả con trai? To be continued. Mình xin đứt đây nha nè, chắc chắn nó sẽ nhảy qua đây. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Giấc này, chết queo liền. Chùi ui. Rồi, bác lẽ Nagaroth như vậy thì thôi, chứ làm sao mà nó chạy đâu cho thoát anh em ạ. Mình biết chắc chắn nó sẽ đường nào nó cũng chạy qua cái đường đó thôi anh em ạ. Bởi vì nó đập xong cái trụ xong là nó lo nó tán cho chạy. Ai ngờ đâu, chạy ngon qua cái bụi anh chặt giò liền, úi chùi, mặc chiều cuối làm gì anh ơi, mặc chiều cuối anh mua lửa à. Đấy, mình đã được lên cái giáp hồi sinh rồi, bây giờ mình vô chợ khô máu luôn nha anh em. Hồi sinh ra là mình chặt giò mấy con đó hết. Chắc chắn là bữa game nó sẽ kết thúc ở cái trận chiến đấu này rồi anh em ạ. Bởi vì tên bạn còn có 3 thằng thủ mà tên mình còn tới 5 thằng, vô luôn, quất luôn này, khô máu này. Xôn xác, giấc con tị, úi chùi ôi. Chưa kịp mega kêu cái đây chứ đâu á. Thôi thì bây giờ sẽ tới bằng biểu đồ, bằng ngọc và phù hiệu.
cái chỉ số xuyên giáp. Món thứ tư không thể thiếu đó là cái phức hợp kiếm, thì anh em sẽ sau khi dùng chiêu đánh thường thì nó sẽ gây 100% sức mạnh vật lý. Và cái món thứ năm thì tăng cái lượng công vật lý khá là lớn, đó là đánh Ferric, đó là cộng 200 công vật lý. Và có cái nội tại là chinh phạt, sau khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% sẽ chịu thêm 30% sát thương. Cái món cuối cùng thì anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh nha anh em. Hãy trên giáp hộ mệnh. Rồi, mình vừa mới chia sẻ cái bản ngọc phù hiệu và lối lên đồ của vị tướng Butterfly chuẩn và mạnh nhất cho anh em xem. Nếu anh em thấy hay thì hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình. Muốn chơi vị tướng nào thì hãy comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Bye bye anh em.